Như kéo tình cảm bất thành, gã đàn ông có vợ thuê người gây tội ác với nhân tình. Vụ tàu SN5 va chạm xe đầu kéo, nhân viên gác chắn không làm tín hiệu dừng tàu. Nhảy lên nắp capo xe ô tô du khách, một nhân viên ở Yên Tử bị tạm đình chỉ công việc. Bà hai con hạc bị hốt gọn, lộ sới sóc đĩa núp bóng xưởng cơ khí. Hà Nội, kho hàng vải trong bãi trông xe không phép bốc cháy ngùn ngụt. Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là một số thông tin về tình hình an ninh trật tự. Thưa quý vị, vừa qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một vụ việc nghiêm trọng, một người đàn ông đã có vợ con muốn cố gắng níu kéo mối tình cảm ngoài luồng với nữ tiếp viên quán karaoke nhưng không thành. Trong lúc tức giận, hắn ta đã thuê người tạt axit nhân tình với giá 30 triệu để trả thù. Theo thông tin ban đầu được biết vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 18 tháng 1, tức ngày 27 Tết, chị LTH sinh năm 1992, ngụ xã Luận Khê, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa, điều khiển xe máy chở theo con trai 8 tuổi và chị gái đi từ thôn Buồng về thôn Kha, xã Luận Khê. Khi đi đến khu vực nghĩa trang thôn Buồng thì bất ngờ bị hai người đàn ông đi xe máy ngược chiều ép vào lề đường, sau đó tạt axit về phía xe chị H, khiến ba người đi trên xe bị thương ở vùng mặt tay. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Thường Xuân đã huy động lực lượng vào cuộc xác minh. Đến ngày 24 tháng 1, tức ngày mùng 4 Tết Quý Mão, công an xác định Lê Văn Cường sinh năm 1991, ngụ xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa là người điều khiển xe máy gây ra vụ việc trên. Tại cơ quan công an, Cường khai nhận đã được Lê Xuân Anh, sinh năm 1999, ngụ xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, thuê trở đi tạt axit với giá 5 triệu đồng. Lê Xuân Anh sau đó, khi bị triệu tập tới cơ quan công an, đã khai được Đỗ Viết Lợi, sinh năm 1981, ngụ xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, thuê đi tạt axit với giá 30 triệu đồng. Công an huyện Thường Xuân đã bắt giữ Đỗ Viết Lợi qua đầu tranh, Lợi khai nhận vào năm 2020 dù đã có vợ con nhưng người này có nảy sinh tình cảm và qua lại với chị Hát, là nhân viên quán karaoke tại huyện Thiệu Hóa. Đến khoảng tháng 10 năm 2022, chị Hát muốn chấm dứt tình cảm nên chặn mọi liên lạc với Lợi và bỏ về tỉnh Bắc Giang làm việc. Lợi nhiều lần gọi điện thoại nhằm níu kéo tình cảm nhưng bất thành. Để trả thù nhân tình, Lợi đã mua axit và thuê Lê Xuân Anh tạt axit vào người chị Hát, sau đó anh đã rủ cường cùng thực hiện hành vi trên. Ngày 29 tháng 1, thông tin từ công an huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đang tạm giữ hình sự 3 người có liên quan đến một vụ tạt axit hôm 18 tháng 1, tức 27 Tết để điều tra làm rõ vụ việc. Trả thù bằng axit đã và đang là xu thế của tội phạm hiện nay. Bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể là nạn nhân của loại tội phạm này. Hậu quả axit gây ra cho nạn nhân và gia đình vô cùng nặng nề, không chỉ là nỗi đau về thể xác mà còn là sự tuyệt vọng, ám ảnh về tinh thần. Còn những kẻ mang axit đi tạt người khác là những kẻ man dợ, không có nhân tính. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm hành vi phạm tội này để hạn chế cách hành xử côn đồ dã man bằng axit để đảm bảo tính gian đe, pháp chế của một xã hội hiện đại. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tàu SN5 va chạm xe đầu kéo ở Phú Xuyên, Hà Nội khiến một nữ nhân viên bị thương, hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên mới đây, qua clip camera ghi lại và nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng cho thấy nhân viên gác chắn hạ barrier chậm và không ra hiệu cảnh giới dừng tàu. Trên các trang mạng, group đường sắt vừa chia sẻ clip vụ tai nạn xảy ra sáng 28 tháng 1 giữa tàu khách thống nhất SE5 và xe đầu kéo trở thành sắt dài. Hình ảnh trong clip cho thấy xe đầu kéo khi qua giao cắt đường bộ đường sắt có người gác đã bị kẹp do xe quá dài và nặng. Tài xế điều khiển xe mãi mới vượt lên được. Tuy nhiên, khi mới ra khỏi được 2 phần 3 rơ móc thì tàu SE5 lao tới và vào đuôi. Đáng nói, trước khi tàu va, xe đầu kéo mắc kẹt khá lâu trên giao cắt này, nhưng nhân viên gác tàu không làm tín hiệu báo cho lái tàu dừng lại trước giao cắt mà vẫn đứng tại một góc giao cắt sát với quốc lộ 1. Về vấn đề này, một lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam Bộ Giao thông Vận tải thông tin qua camera giám sát cho thấy thời gian đóng chắn chậm. Theo quy định, gác chắn phải đóng sớm không trước 3 phút, nhưng ở đây sóng chậm nên xe đều kéo vẫn đi qua. Trong tình huống xe đầu kéo mắc kẹt chưa thể qua đường giao cắt, theo nghiệp vụ khi tàu sắp đến, nhân viên gác chắn phải chạy ngược lại hướng tàu để cảnh giới. Tuy nhiên qua camera có thể thấy, nhân viên gác chắn đã không làm tín hiệu dừng tàu mà vẫn chờ xe đi qua mới hạ barrier. Đại diện Cục Đường sắt nói rõ, ở đây có hai vấn đề thể hiện nhân viên gác chắn nghiệp vụ yếu. Thứ nhất là đóng chắn chậm, thứ hai là không chạy ngược về hướng tàu để báo hiệu cảnh giới cho lái tàu dừng lại trước khi qua đường ngang. Theo cơ chế phối hợp giữa Bộ Giao thông Vận tải với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, nhân viên gác chắn do địa phương quản lý được đào tạo nghiệp vụ tại trường Cao đẳng Đường sắt. Nhưng qua vụ tai nạn cho thấy nhân viên gác chắn xử lý tình huống chưa chuẩn, thiếu kinh nghiệm. Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, vị trí xảy ra tai nạn là lối đi tự mở công cộng km 28.800 tuyến đường sắt Bắc Nam không thể thu hẹp do đi vào khu đông dân cư nên đành để tồn tại. Vị trí là lối đi dân sinh chưa thể rào chắn, do vậy để tăng cường an toàn, thành phố Hà Nội đã chi kinh phí tổ chức chốt gác, cử người cảnh giới 24 trên 24 giờ. Tại vị trí này, nhân viên cảnh giới do công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Hà Tây quản lý. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn. Những thông tin mới nhất liên quan vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo mới đây trên mạng xã hội đang chia sẻ về hình ảnh một nhân viên bảo vệ ở khu danh thắng yên tử quảng ninh trong quá trình điều hành phương tiện vào bãi gửi xe đã có hành vi nhảy lên nắp capo của du khách để ngăn lái xe không chấp hành hướng dẫn tuy nhiên sau khi clip được đăng tải đã nhận được nhiều ý kiến bình luận trái chiều từ phía dư luận Thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí Quảng Ninh, nhân viên an ninh trật tự thuộc công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm, công ty Tùng Lâm vừa bị tạm đình chỉ công tác do có hành động phản cảm với khách du lịch tại khu di tích Yên Tử. Theo báo cáo của công ty Tùng Lâm, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 25 tháng 1, mùng 4 Tết Quý Mão, ông Cù Mạnh Hùng, nhân viên của tổ an ninh trật tự đang chỉ dẫn khách và phân luồng phương tiện tại ngã ba bến xe Hạ Kiệu 2, khu di tích Yên Tử thì có hai ô tô loại 4 chỗ di chuyển không theo chỉ dẫn. Tại thời điểm đó, lượng xe trong bến hạ kiệu 1 đã đầy, nhân viên hướng dẫn các phương tiện giao thông di chuyển vào bến xe hạ kiệu 2 để tránh ùn tắc tại bến hạ kiệu 1. Mặc dù nhân viên an ninh có hướng dẫn phân luồng theo quy định của bến, nhưng lái xe nhất quyết không thực hiện theo chỉ dẫn mà cố tình đi vào bến xe hạ kiệu 1. Nhân viên an ninh đã chặn xe lại, nhắc nhở lái xe làm theo sự chỉ dẫn, nhưng lái xe không hợp tác và có hành động tiến xe lao vào nhân viên an ninh, gây nguy hiểm cho nhân viên đang trực tiếp làm nhiệm vụ và du khách đang lưu thông trên tuyến đường. Do sự việc xảy ra bất ngờ nên nhân viên an ninh đã không kiềm chế được cảm xúc, xử lý không đúng mực dẫn tới hành động nằm lên nắp capo để ngăn lái xe. Việc làm này gây hình ảnh phản cảm như trong video được đăng tải trên mạng xã hội. Khi nhận được thông tin quản lý tổ an ninh là ông Nguyễn Văn Nghĩa đã có mặt để xử lý sự việc bằng cách xin lỗi lái xe và hành khách trên xe, sau đó hỗ trợ du khách xuống tại chỗ và hướng dẫn xe quay vào vị trí đỗ xe trong bến hạ Cựu 2. Du khách và lái xe đã làm theo sự chỉ dẫn và quản lý tổ an ninh cuối ngày ban lãnh đạo công ty tùng lâm đã triển khai cuộc họp tổng hợp các thông tin liên quan và nghe trực tiếp nhân viên của mạnh hùng báo cáo lại sự việc sau khi xem xét sự việc bản thân nhân viên của mạnh hùng đã nghiêm túc nhận thức được hành động chưa chuẩn mực của mình là không đúng với quy định văn hóa ứng xử nội bộ của công ty gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh doanh nghiệp và điểm đến yên tử ông hùng đã viết bản kiểm điểm nhận lỗi trước ban lãnh đạo công ty và xin rút kinh nghiệm sâu sắc không tái phạm để đảm bảo sự việc được xử lý một cách khách quan có tính răn đe giáo dục, công ty Tùng Lâm tạm thời đình chỉ công tác đối với nhân viên Cù Mạnh Hùng và sẽ xem xét hình thức kỷ luật sau. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí, bước vào mùa hội Xuân Yên Tử năm 2023, lượng khách du lịch trong và ngoài nước về với khu di tích và danh thắng Yên Tử ngày càng tăng. Sau đó, thành phố Uông Bí sẽ tiếp tục siết chặt công tác quản lý nhà nước về du lịch lễ hội. Thưa quý vị, thời gian qua rất nhiều tụ điểm đánh bạc bị bắt giữ, mặc dù đã bị cấm có chế tài từ phạt hành chính đến phạt tù, nhưng loại tội phạm này vẫn diễn ra. Mới đây, công an Hà Nội triệt phá sới bạc trá hình quy mô lớn tại một xưởng cơ khí ở xã Thượng Cốc, cùng tăng vật lên tới 190 triệu đồng và hơn 216 triệu đồng trên người của các cá nhân liên quan. Qua công tác trinh sát nắm địa bàn, công an huyện Phúc Thọ Hà Nội phát hiện có một sới bạc hoạt động quy mô lớn rất tinh vi tại xưởng cơ khí tại phần đất của Đỗ Văn Mậu, sinh năm 1974 ở thôn Thượng Cốc, xã Thượng Cốc, huyện Phúc Lộc. Sau khi nắm thông tin, Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, trưởng công an huyện Phúc Thọ đã chỉ đạo trinh sát của các đội nghiệp vụ vào cuộc triệt phá sới bạc nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán. Theo kế hoạch được vạch ra và sự chỉ đạo của đồng chí trưởng công an huyện, khoảng 15 giờ 40 phút ngày 23 tháng 1 tức mồng 2 Tết, 40 cán bộ chiến sĩ công an huyện Phúc Thọ ập vào bắt quả tang 32 đối tượng có hành vi sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức chơi sóc đĩa tại xưởng cơ khí trên phần đất của Đỗ Văn Mậu. Công an huyện Phúc Thọ tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tăng vật gồm thu trên chiếu bạc một bộ bát đĩa, bốn quân vị, một thảm nỉ, nhiều ghế nhựa và số tiền tăng vật 190 triệu đồng, thu trên người của các đối tượng bị bắt tổng số tiền hơn 216 triệu đồng. Hiện công an huyện Phúc Thọ tạm giữ hình sự đối với 18 đối tượng về hành vi đánh bạc và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Những thông tin mới nhất liên quan vụ việc chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong những video tiếp theo. Thời gian qua, công tác phòng cháy chữa cháy được các cấp các ngành và người dân quan tâm. Tuy nhiên, tình hình cháy nổ, tai nạn, sự cố gây thiệt hại nghiêm trọng với người và tài sản diễn biến phức tạp, nhất là cháy nổ tại các khu nhà dân cư, nhà cao tầng, chợ, khu công nghiệp. Đơn cử như mới đây, một kho hàng trên phố Tân Khai, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải điều động 7 xe cứu hỏa và hơn 30 cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. Và sau 2 tiếng đám cháy mới cơ bản được khống chế. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị điều động lực lượng dập tắt vụ hỏa hoạn kho xưởng tại số 50, phố Dương Văn Bé, Vĩnh Hưng Hoàng Mai. Trước đó khoảng 10 giờ ngày 28 tháng 1, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy tại khu kho xưởng trên phố Dương Văn Bé. Lập tức, Trung tâm điều động 7 xe chữa cháy của Công an quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng và Trung tâm chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tại hiện trường lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy xác định một phần khu vực xưởng gia công bìa giấy của ông NVT sinh năm 1987 và một phần kho quần áo cũ của bà NTTN sinh năm 1980 đã bị cháy do bên trong các kho xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên việc cứu hỏa gặp nhiều khó khăn ngọn lửa tiếp tục lan vào khu vực xưởng in vải của ông NGD và kho đồ gia dụng chưa rõ người chủ sau hai tiếng ngọn lửa mới cơ bản được khống chế lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp tục phun nước dập tàn làm mát đám cháy đến hơn 14 giờ. Theo thống kê của lực lượng chức năng, vụ hỏa hoạn thiêu dụi 90 m2 kho xưởng, có tất cả 4 nhà xưởng và kho bị ảnh hưởng từ vụ cháy. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thưa quý vị, vừa qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra một vụ việc thương tâm, một cháu bé 3 tuổi tử vong tại bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi do nghi bị hóc hạt bí. Đang nói người nhà nạn nhân lại tố y bác sĩ tắc trách và sai sót chuyên môn nên mới khiến cháu bé tử vong. Trước phản ánh trên mới đây, Bộ Y tế yêu cầu xác minh làm rõ vụ việc. Cục Quản lý khám chữa bệnh cho biết ngày 27 tháng 1 trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải bài viết cháu bé nghi hóc hạt bí, người nhà tố bệnh viện tắc trách khiến cháu tử vong. Nội dung phản ánh cháu TDL 3 tuổi đến bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi cấp cứu ngày 26 tháng 1 trong tình trạng ho khó thở, nghi mắc hạt bí và tử vong ngày 27 tháng 1, nghi do tắc trách và sai sót chuyên môn của ca trực đêm sau khi nghiên cứu của quản lý khám chữa bệnh đề nghị sở y tế tỉnh quảng ngãi chỉ đạo bệnh viện sản nhi quảng ngãi tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để xác minh làm rõ nội dung phản ánh trên đồng thời đề nghị khẩn trương chỉ đạo thực hiện kiểm thảo tử vong xác minh nguyên nhân tử vong của cháu tdl và xử lý nghiêm đối với cá nhân tập thể có vi phạm nếu có Cục quản lý khám chữa bệnh đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi công khai kết quả xác minh nguyên nhân tử vong của cháu TDL trên phương tiện thông tin đại chúng, có văn bản trả lời trực tiếp người nhà bệnh nhân và báo cáo kết quả về cục trước ngày 31 tháng 1. Liên quan sự việc này, thông tin trên báo Quảng Ngãi, Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Tuyến, giám đốc bệnh viện Sản Nhi tỉnh cho biết bệnh viện đã thành lập hội đồng chuyên môn để họp phân tích đánh giá quá trình tiếp đón, điều trị, chăm sóc đối với bệnh nhi 3 tuổi vừa tử vong. Qua xem xét, hội đồng chuyên môn của bệnh viện kết luận bệnh nhi TDL được kiếp trực tiếp đón thăm khám chẩn đoán, chỉ định làm các xét nghiệm cận lâm sàng đầy đủ kịp thời, đúng quy trình kỹ thuật chuyên môn. Các nhân viên y tế của ca trực phối hợp xử trí hồi sức tích cực cho bệnh nhi, nhưng đáng tiếc người nhà tự ý đưa bệnh nhi rời viện nên không theo dõi can thiệp cấp cứu kịp thời. Không có chuyện bệnh viện yêu cầu người nhà phải trình thẻ bảo hiểm y tế của cháu thì mới điều trị như một số thông tin trên mạng xã hội lan truyền. Với những ca bệnh cấp cứu, bệnh viện luôn ưu tiên xử trí đúng quy trình chuyên môn, đảm bảo an toàn tính mạng cho người bệnh, các thủ tục hành chính sẽ được thực hiện sau. Sau vụ việc này, lực lượng công an có mặt thu thập hồ sơ bệnh án, điều tra ban đầu nhưng người nhà từ chối khám nghiệm tử thi và đưa về để lo hậu sự, hiện vụ việc đang được các bên liên quan phối hợp điều tra để có kết luận cuối cùng. Cuối bản tin sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết thưa quý vị. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 29 tháng 1, toàn miền Bắc tiếp tục rét đậm rét hại, đặc biệt ở vùng núi, nền nhiệt giảm sâu về đêm và sáng sớm, ngày nắng hanh, trong khi đó Nam Bộ và các khu vực khác ngày nắng, chiều tối mưa rào vài nơi. Dự báo thời tiết ngày và đêm 29 tháng 1 tại khu vực trên cả nước. Khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C. Phía tây bắc bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi hơn 21 độ C. Phía đông bắc bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 đến 21 độ C, có nơi hơn 21 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An ít mây, ngày nắng đêm không mưa, phía Nam nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10 đến 13 độ C, phía Nam 12 đến 15 độ C, nhiệt độ cao nhất 17 đến 20 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5, có nơi gió giật mạnh cấp 6 cấp 7. Phía Bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ, phía Nam 20 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 19 đến 22 độ C, phía Nam 25 đến 28 độ C, có nơi hơn 28 độ C. Tây Nguyên có mây ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 17 độ C, nhiệt độ cao nhất 23 đến 26 độ C. Nam Bộ có mây ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ. Miền Đông có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ, có nơi hơn 30 độ và những thông tin vừa rồi kết thúc bản tin của chúng tôi hôm nay hy vọng rằng tin tức thời tiết vừa rồi giúp quý vị sắp xếp lịch trình di chuyển cũng như kế hoạch phù hợp cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị đừng quên ấn like subscribe ủng hộ kênh chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.